Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi hái mực đắng. Đây là những mực đắng của mình. Chúng mình thấy có rất là nhiều quả. Thì không biết mình hái mực đắng hôm nay thì mình sẽ nấu gì cho mình ăn đây. Không biết là mực đắng sao hay là kênh mực đắng vô tình. Thì đây, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem trước khi mình hái nha. Đây mình thấy có một quả rất là bự này. Wow, quả này chắc là bự nhất từ đến giờ quá. Đó, xong rồi tới quả này cũng được khá khá nữa. Đây, thì hôm nay mình sẽ hái vài quả để đủ ăn thôi chứ mình sẽ không hái hết đâu. Mình sẽ hái quả này trước nha. Đó, đã không? Quả nào này em? Quả này hả? Ừ. Hai quả này thì vừa rồi, không bự lắm, nhưng mà kế hai thì đủ một đôi. Hai quả đấy nấu canh đủ rồi. Quả này hả? Thôi, để dành đi. Để dành hơn. Hai quả đấy nhiều rồi. Hai quả là hai vợ chồng ăn là thoải mái rồi. Đấy. Vậy có cái quả vàng kia cắt luôn. Đây có một quả vàng đặc biệt rồi. Tụi mình không vào tỉnh Thái. Nha thôi. Để quên cho ngày hôm nay hải luôn. Đó, thấy thích không? Đây mình cắt thêm vài quả dưa leo nữa để đem vào tối nay ăn luôn nhá. Quả này cũng khá bự này. Đó, một quả. Sau này một quả nữa. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi hái thêm một ít cao sống nhá. Đây bây giờ mình cắt thêm một ít tía tô nhá. Đây là thành quả ngày hôm nay của hai vợ chồng mình. Thì hôm nay tụi mình hái được mực đắng này, dưa leo, ớt, tía tô, vậy là rau khoai để tối nay vợ mình nấu ăn. Đấy, thì rau vườn nhà rất là tươi, nhìn rất là thích. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan thêm về cái vườn của tụi mình nha. Mời mọi người theo mình. Đây mình mới đi qua thăm cái vườn cà tím ấy. Thì thấy có quả này này, sau này thêm quả nữa. Đó, hai quả này thì chắc cỡ khoảng 2 hôm nữa là mình sẽ đi ra cắt. Lúc đấy mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Bên kia có thêm một quả nữa kìa, nhưng mà quả đấy chắc cỡ phải 4-5 hôm ấy. Đấy, thì mình thích cái cà tím này là đây này này. Là trông như thế này là cứ vài tuần thì ra cắt 2-3 quả vào là đủ ăn đấy. Đấy, chứ nó không ra cái kiểu mà tập trung nhiều quả một lúc ấy, không ăn kịp. Như thế này là quả hợp lý này. Đó, mọi người nhìn thấy thích không? Cho mọi người xem cái chậu rau răm của vợ mình trồng này. Đấy, tụi mình thì cũng chỉ trồng trong cái chậu thôi. Mà xem nó tốt không, nó mọc lên cao quá chừng luôn. Mà lá nó thơm lắm. Nhà mình thì ăn rau răm á, nhưng mà cũng phải có mà nghe. Tại nhiều khi làm gỏi gà hay là cái gì đấy, thiếu rau răm thì không được. Mấy cái rau thơm này á, không ăn nhiều, nhưng mà phải có. Xanh tốt. Hôm nay mình khoe với mọi người cái cây bí đao của mình.
nó ra được vài quả rồi. Quả này là lớn nhất này. Quả đó là được hơn một găng tay rồi đấy. Rồi. Quả này trên nhan này. Thấy không? Rồi đây. Một quả nữa. Thì mấy quả này mà ít bữa mà lớn á thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Nhưng mà nhìn thích lắm. Đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người thêm một cái góc nhỏ này nữa. Mình nghĩ cái góc này á sẽ rất là nhiều người thích. Mọi người biết đây là cái vườn gì không? Cái này là vườn rau muống nước của vợ chồng mình. Đó. Mọi người thấy nó lên tốt không? Mình mới cắt ăn, mới cắt cái này ăn chắc được khoảng hơn một tuần mà nó đã lên lá như thế này rồi. Đó. Thì như mọi người đã biết á, ở nước ngoài thì mình thấy là gì với rau muống là cái thuộc dạng cái rau mắc đấy. Rất là mắc. Đó. Mà trồng lên được như thế này là quý lắm mọi người ạ. Mà nó ăn nó rất là non, ngon lắm. Rau muống nước mà. Đấy, thì mình thấy là trong rau muống nước á, nó lên rất là nhanh. Dễ trồng hơn là trồng ở đất khô. Đó, mọi người miễn sao cứ để chậm nước này, không cần phải để nhiều, nhưng mà nó sấp xỉ mặt nước thôi. Đó, là nó cứ lên nhanh lắm. Là cả này á, là đã ăn rồi đấy nha. Chứ còn không là nó còn rầm nữa. Đấy. Thì mình nghĩ như thế này chắc cứ khoảng vài ngày nữa, 2-3 ngày nữa là có một đĩa sao rau muống bư cho bá rồi. Đó, nhìn thấy không? Đấy thì ai mà muốn biết cách làm sao mà có bùn để mà trồng rau muống, tại cái này mình trồng ở trong bùn nha. Thì hoặc là cách trồng rau muống nước thì comment ở dưới để mình biết, để mình làm một clip về cái cách trồng rau muống nước này nhá. Đó, cái rau muống nước này thì mình thấy ăn là thích hơn là rau muống mà người ta trồng thủy canh. Đó, cái đấy vì nó không có ngon bằng cái này đâu. Đó, cái này trồng ở trong bùn mà, cho nên ăn là thích lắm, xanh tốt, không có sâu bò gì hết ạ. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu mọi người thấy hay thì like, comment và chia sẻ cho YouTube của mình với nha. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Đây, xin giới thiệu với mọi người. Đây là món cá bún. Mình lúc nãy vừa mới hái ở ngoài vườn xong. Hái quả cà tím để nấu món này. Còn bên này á là nồi canh khổ quá. Mập đắng nhồi về thịt heo về mộc nhì. Ngon không? Đây lúc này đang nấu nha, để chút nữa múc ra tô xong rồi mình sẽ quay lại cho mọi người xem tiếp nha. Đây, vợ mình vừa chuẩn bị xong bữa tối thì hôm nay có món cá bún này, canh khổ quá nhồi thịt này, rồi dưa leo ở ngoài vườn. Đó, thì món ăn này là đều ở ngoài vườn hết á. Mọi người nhìn có thấy ngon không? Rồi xin mời mọi người nha. Chúc mọi người một bữa tối vui vẻ.